Xin kính chào quý vị. Thay mặt những người làm chương trình Ngày Mới, chúng tôi cảm ơn quý vị luôn đồng hành cùng chúng tôi trước khi bắt đầu một ngày mới. Kính chúc quý vị tiếp tục có những ngày nghỉ lễ vui vẻ bên gia đình, người thân. Và đừng quên sự an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu. Ngày hôm nay 29 tháng 4, bên cạnh những thông tin thời sự trong nước và trong tỉnh đáng chú ý, chúng tôi còn chuyển đến quý vị nhiều thông tin thú vị và hữu ích khác. Một trong những chia sẻ thú vị đó là những địa chỉ du lịch tâm linh mà quý vị không nên bỏ qua nếu đến huyện Đất Đỏ dịp này. Giá cả các mặt hàng hải sản, thịt, rau củ quả trong ngày lễ thường tăng cao hơn ngày thường. Còn trong dịp lễ này thì thế nào? Hãy theo dõi bản tin giá cả thị trường ở cuối chương trình. Quý vị sẽ có những thông tin hữu ích. Câu chuyện ai thế nào gì sau hôm nay, mời quý vị cùng làm quen với một nhóm bạn trẻ năng động tại thành phố Vũng Tàu. Những người đã chọn cho mình cách khởi đầu những ngày nghỉ cuối tuần thật thú vị. Thưa quý vị, giá điện tăng, giá xăng cũng tăng và tất yếu cuộc sống của người dân, nhất là những người có thu nhập thấp bị ảnh hưởng. Những ảnh hưởng đó như thế nào? Tất cả sẽ có trong tiểu mục Gõ Cửa hôm nay. Còn bây giờ, chương trình Ngày Mới sẽ bắt đầu với những thông tin được ghi nhận trong 24 giờ qua. Văn bản pháp lý có hiệu lực từ tháng 5 năm 2019. Hơn 6.000 học sinh đồng diễn thể dục xác lập kỷ lục Việt Nam. Ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 51 diễn biến phức tạp. Thành phố Vũng Tàu quyết giữ đường thông hè thoáng dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Mở đầu vòng quay 24 giờ hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tải tới quý vị thông tin về những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5 năm 2019 liên quan đến việc cho thuê lại lao động, việc xử lý công chức tố cáo sai sự thật. Theo Nghị định 29 của Chính phủ về đơn giản hóa điều kiện cấp giấy phép cho thuê lại lao động có hiệu lực từ ngày 5 tháng 5 năm 2019, doanh nghiệp được cấp giấy phép cho thuê lại lao động khi đáp ứng hai điều kiện sau. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cho thuê lại lao động đảm bảo điều kiện là người quản lý doanh nghiệp không có án tích, đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 36 tháng trở lên trong thời hạn 5 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép. Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2 tỷ đồng. So với trước đây, nghị định mới này đã bãi bỏ điều kiện về vốn pháp định 2 tỷ đồng và điều kiện về địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Nghị định 31 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành luật tố cáo có hiệu lực từ ngày 28 tháng 5 năm 2019. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định này là quy định các biện pháp xử lý đối với người tố cáo là cán bộ công chức viên chức. Theo đó, cán bộ công chức viên chức tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có một trong các hành vi. Biết rõ việc tố cáo là không đúng sự thật nhưng vẫn tố cáo nhiều lần hoặc biết vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách pháp luật nhưng vẫn tố cáo nhiều lần mà không có bằng chứng chứng minh nội dung tố cáo. Cưỡng ép, lôi kéo, kích động, dụ dỗ, mua chuộc người khác tố cáo sai sự thật. Sử dụng họ tên của người khác để tố cáo gây mất đoàn kết nội bộ hoặc ảnh hưởng đến uy tín hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, 4 tháng đầu năm, toàn ngành đã thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với thị trường lao động, giải quyết việc làm cho trên 484.000 lao động, đưa trên 44.000 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Phát triển Nguồn Nhân lực Hàn Quốc tại Việt Nam, Văn phòng Cơ quan Đào tạo Nhân lực Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam, tổ chức hội chợ việc làm dành cho người lao động EBS Hàn Quốc và thực tập sinh chương trình thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đã về nước tại Bắc Ninh và vùng phụ cận. Bộ cũng đã tổ chức phiên giao dịch việc làm đầu xuân 2019 kết nối online giữa sàn giao dịch việc làm 4 tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Bình Dương và Cần Thơ với 15 điểm sàn giao dịch việc làm vệ tinh của thành phố Hà Nội. Tại sân vận động tỉnh Vĩnh Long, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức chương trình đồng diễn thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ cho học sinh tiểu học với sự tham gia của hơn 6.000 học sinh. Sự kiện này được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận xác lập kỷ lục bài đồng diễn thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ có số lượng học sinh tham gia đông nhất Việt Nam. 4, 5, 7. Giữ nguyên tay.
6.146 học sinh ở hai khối lớp 4 và 5 của 64 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tham gia đồng diễn theo hình thức thể dục aerobic trong thời gian 10 phút với hai bài thể dục gồm bài thể dục buổi sáng trên nền nhạc bài hát Vườn Cao Phù Đổng và bài thể dục giữa giờ trên nền nhạc bài hát Năng Động Việt Nam. Chương trình đồng diễn nhằm thúc đẩy việc tập luyện thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ cho học sinh và đa dạng hóa các hình thức phương pháp tập thể dục buổi sáng, khuyến khích tinh thần tập luyện thể dục cho học sinh tiểu học tỉnh Vĩnh Long. Việc tổ chức đồng diễn hôm nay của ngành giáo dục đào tạo tỉnh Vĩnh Long là nhằm mục đích giáo dục ý thức và các kỹ năng cần thiết về thể dục thể thao đối với mỗi em học sinh và đối với mỗi trường học và trong ngành giáo dục đào tạo tỉnh Vĩnh Long nói chung. Và đồng thời qua đây chúng tôi giáo dục kỹ năng nhiều mặt cho các em học sinh. Trước hết là kỹ năng về kỷ luật, thứ hai là kỹ năng về tập luyện. Trong thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Long tiếp tục tăng cường các hoạt động thể dục thể thao trong trường học, đưa các môn thể thao truyền thống vào các hoạt động của nhà trường. Các trường học trong tỉnh tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tăng cường và chuẩn hóa đội ngũ giáo viên thể dục, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp phát triển thể chất cho trẻ em thông qua nhiều hình thức đa dạng. Nối tiếp vòng quay 24 giờ là những thông tin an ninh trật tự và tình hình trật tự an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Thưa quý vị, trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, lượng phương tiện lưu thông qua quốc lộ 51 khá đông, khiến cho tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp hơn, nhất là tại những điểm mở giải phân cách giữa. Tại những điểm mở giải phân cách giữa trên quốc lộ 51, có rất nhiều phương tiện quay đầu để chuyển hướng đi, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông với các phương tiện đang đi thẳng. Và đây là một vụ va chạm có nguyên nhân như vậy. Xe ba bánh chuyển hướng quay đầu đã va chạm với xe mô tô đang lưu thông hướng từ thị xã Phú Mỹ về thành phố Bà Rịa. Rất may, người điều khiển xe mô tô và xe máy ba bánh không việc gì, nhưng vụ va chạm đã làm cản trở các phương tiện đang lưu thông trên tuyến. Quốc lộ 51 không chỉ nguy hiểm vì lưu lượng phương tiện đông, tốc độ lưu thông cao, mà còn vì trên tuyến đường này thường diễn ra các vi phạm như băng sang đường ở những nơi không có vạch kẻ đường, chạy ngược chiều. Trong đó, những vị trí nguy hiểm nhất là các ngã ba, ngã tư, nơi có rất nhiều luồng giao thông. Vì vậy, người tham gia giao thông cần cẩn trọng hơn khi qua các khu vực này. Là địa bàn du lịch trọng điểm của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nên thành phố Vũng Tàu thường xuyên đón một lượng lớn khách du lịch đông đảo trong các dịp cuối tuần và lễ Tết. Trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, dự báo lượng khách đến Vũng Tàu sẽ đông hơn cùng kỳ mọi năm, dẫn đến nguy cơ ùn ứ giao thông tại nhiều tuyến đường do các phương tiện giao thông đậu đỗ sai quy định gây ra. Do đó, Công an thành phố Vũng Tàu đã tăng cường lực lượng, kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm nhằm bảo đảm đường thông hề thoáng và an toàn giao thông trong dịp lễ. Bảo đảm đường thông hề thoáng là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà thành phố Vũng Tàu đặt ra và đã nỗ lực thực hiện trong thời gian qua. Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đóng vai trò quan trọng, duy trì các tổ tuần tra, kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt những trường hợp đậu đỗ phương tiện sai quy định. Sau một thời gian dài tuyên truyền nhắc nhở, Công an thành phố Vũng Tàu tiến hành dán thông báo vi phạm lên những xe đậu đỗ sai quy định, yêu cầu chủ xe về Công an thành phố thực hiện thủ tục xử phạt vi phạm hành chính thay vì dùng loa để kêu gọi nhắc nhở chủ phương tiện lái xe đi nơi khác như trước. Đây là một thế là cũng là một phương thức cảnh báo, đồng thời là nêu cao cái tinh thần ý thức của người dân. Đầu tiên là chúng ta cũng cần mong là người dân sẽ ý thức dần dần về vấn đề đó. Còn lại vấn đề mà bảo có xử lý được hay không thì trên tất cả các thông báo đó đều có cái quy định chung của thành phố rằng là nếu như anh không đến xử lý thì công an thành phố sẽ bằng mọi cách, một là xác minh cấp biển số xe, đồng thời thông báo về cục đăng kiểm của cái nơi địa phương đó để có hướng xử lý theo cái thông tư 70/2000 của Bộ Giao thông Vận tải, để người dân hiểu được cái quy định chung trong vấn đề phối hợp xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm, các lực lượng chức năng của thành phố kiên quyết xử lý, thể hiện quyết tâm của chính quyền thành phố Vũng Tàu trong việc lập lại trật tự lòng đường vỉa hè. Trong trường hợp nó khó quá, bây giờ em là coi bé này, lúc vợ em đứng đây em coi bé lên, bây giờ chưa em có để xe đâu, để em biết như vậy, chứ em đâu có muốn như vậy đâu. Biết mà em hiểu luôn. Đổ xe này. Để
Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, du khách đậu đỗ xe, thành phố Vũng Tàu đã quy hoạch nhiều bãi đậu xe, cũng như vận động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ lưu trú, các trụ sở cơ quan mở cửa cho du khách đậu xe. Tuy nhiên, ở một số thời điểm, do lượng phương tiện tăng cao nên nhiều chủ phương tiện vẫn cố tình vi phạm. Do đó, lực lượng chức năng của thành phố sẽ tăng cường tuần tra, xử phạt nghiêm để đưa quy định này vào cuộc sống. Chuyển sang những thông tin kinh tế. Thưa quý vị, cần sớm đưa vào quy hoạch các cảng có khả năng đón tàu đến 22.000 TEU tại khu vực Cái Mép Thị Vải là một trong những kiến nghị của các doanh nghiệp cảng tại hội nghị tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý khai thác cảng biển do Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức vào giữa tháng 4 vừa qua. Theo quyết định số 3327 của Bộ Giao thông Vận tải ngày 29 tháng 8 năm 2014, quy hoạch hiện nay cho cụm cảng nước sâu Cái Mép Thị Vải cho phép đón tàu có tải trọng tối đa lên đến 100.000 deep quick, sức chở khoảng 8.000 TEU. Năm 2017, thì cảng quốc tế Cái Mép, tức cảng CMIT, đã đón thành công tàu 194.000 deep quick, sức chở 18.000 TEU. Do vậy, các doanh nghiệp cảng cho rằng việc bổ sung vào quy hoạch các cảng có khả năng đón tàu container tải trọng siêu lớn sẽ là cơ sở quan trọng để triển khai các dự án tiếp theo tại khu vực Cái Mép Thị Vải nhằm khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của khu vực này, đáp ứng nhu cầu của thị trường và tăng sức cạnh tranh so với các cảng khác trong khu vực Đông Nam Á. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Bà Rịa chúng ta sẽ hình thành các cánh đồng lớn sản xuất lúa và hồ tiêu nhằm tạo ra vùng sản xuất quy mô lớn, phù hợp với quy hoạch phát triển cây lúa và hồ tiêu của tỉnh. Thưa quý vị, việc xây dựng cánh đồng lớn cũng góp phần hình thành mối liên kết giữa doanh nghiệp và người sản xuất, gắn với tiêu thụ, tạo ra sản lượng hàng hóa tập trung chất lượng cao, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, gạo và hồ tiêu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trên thị trường. Qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân và các đối tác tham gia. Theo kế hoạch xây dựng cánh đồng lớn lúa và hồ tiêu được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phê duyệt, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phấn đấu đến năm 2020 xây dựng cánh đồng lớn sản xuất lúa tập trung tại các huyện Đất Đỏ, Long Điền, Châu Đức, Xuyên Mộc, thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ với diện tích sản xuất lúa là 7.700 ha. Cánh đồng lớn sản xuất hồ tiêu tập trung tại 3 huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, thị xã Phú Mỹ với diện tích 2.600 ha, đạt khoảng 5.170 tấn một năm, được sản xuất theo quy trình Việt Gap hoặc Global Gap hoặc các tiêu chuẩn khác đáp ứng yêu cầu thị trường. Việc xây dựng cánh đồng lớn sản xuất lúa và hồ tiêu trên địa bàn tỉnh nhằm hình thành vùng tập trung theo hướng hàng hóa, tạo điều kiện để đưa cơ giới hóa vào sản xuất, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, ngân hàng và nông dân để có sự chuyển biến về chất lượng, giá trị hàng hóa. Các cánh đồng lớn sẽ khai thác huy động tối đa nguồn lực của các thành phần kinh tế trong hoạt động liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản. Tại Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Long Điền, Sở Văn hóa Thể thao tổ chức giải cờ tướng trẻ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2019. Tham dự giải có hơn 200 vận động viên đến từ 30 đơn vị các huyện, thị xã, thành phố và trường học trên địa bàn tỉnh. Trong 2 ngày 27 và 28 tháng 4, các kỳ thủ tham gia giải cờ tướng trẻ tỉnh sẽ tranh tài ở các nội dung nam nữ cá nhân, đồng đội các lứa tuổi U7, U9, U11, U13, U15 và U18. Đây là giải đấu được Sở Văn hóa Thể thao tổ chức hàng năm nhằm tuyển chọn những vận động viên xuất sắc cho đội tuyển của tỉnh tham gia các giải khu vực và toàn quốc. Thưa quý vị, bệnh tâm thần phân liệt là một dạng rối loạn chức năng nhận thức. Người mắc bệnh tâm thần phân liệt thường có những hành vi nguy hiểm gây tổn hại cho người xung quanh và cho chính mình. Do đó, khi đã được xác định mắc bệnh tâm thần phân liệt, bệnh nhân phải tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu điều trị của bác sĩ để bệnh không tái phát. Dẫu vậy, vẫn có nhiều bệnh nhân tâm thần phân liệt và gia đình bệnh nhân chưa nhận thức được tầm quan trọng của yêu cầu điều trị này, dẫn đến những hệ quả đáng tiếc cho người bệnh và những người xung quanh. Cách đây gần 10 năm, bệnh nhân này được người nhà đưa đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khi có nhiều biểu hiện, hành vi lạ như nói nhiều, mất ngủ, cáu gắt và luôn cho mình là người xuất sắc nhất. Qua kiểm tra, bệnh nhân này được các bác sĩ xác định mắc bệnh tâm thần phân liệt, thể hoang tưởng. Nhờ tuân thủ yêu cầu điều trị của bác sĩ, đến nay sức khỏe của bệnh nhân ổn định và lao động bình thường. Của em vẫn ổn, em vẫn tuân thủ, em vẫn đi lấy thuốc hàng tháng. Từ khi mà điều trị xong thì cuộc sống của mình thế nào? Thấy cuộc sống của mình thì em vẫn trở lại như một người bình thường nữa.
Tuy nhiên, vẫn có những bệnh nhân không tuân thủ yêu cầu điều trị của bác sĩ, như trường hợp người nhà của bà Nguyễn Thị Sáu ở huyện Xuyên Mộc là một điển hình. Mình thấy ông khỏe rồi, kêu đầu không có lấy thuốc cái phá nữa. Ghê nhất là lấy dao với đồ không? Là ông lấy dao, ông để đó, dao, rượu, đồ để sẵn đi. Thì ghê lắm, bởi vậy không dám ở chung. Bây giờ thấy ổn định rồi đi, chán đi. Chán cái bắt đầu cho uống thuốc xong rồi á. Ăn xong rồi uống thuốc xong cái đi uống cà phê. Hiện Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang quản lý điều trị cho hơn 4.300 bệnh nhân tâm thần, trong đó có hơn một nửa là bệnh nhân tâm thần phân liệt. Năm 2018, tỷ lệ bệnh nhân tâm thần phân liệt không tiếp tục điều trị chiếm gần 5%. Theo các bác sĩ, bệnh nhân nếu bỏ dở điều trị, lặp đi lặp lại nhiều lần, có thể dẫn đến kháng thuốc, khiến cho việc điều trị khó khăn hơn rất nhiều. Đối với bệnh nhân tâm thần phân liệt thì việc tuân thủ điều trị là việc quan trọng nhất. Khi mà ở bệnh viện đã điều trị bệnh nhân ổn định, bác sĩ cho phác đồ về điều trị cộng đồng, bệnh nhân tuân thủ điều trị đó thì bệnh nhân có thể là tái hòa nhập về cộng đồng, lao động sinh hoạt bình thường. Bệnh tâm thần phân liệt có xu hướng phát triển mãn tính, dễ tái phát, dẫn đến giảm sút hoạt động tâm thần, ảnh hưởng đến sinh hoạt, khả năng làm việc của bệnh nhân và tiềm ẩn nguy cơ gây hại đến bản thân và những người xung quanh. Do đó, việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời, đúng phác đồ điều trị sẽ giúp bệnh nhân tâm thần phân liệt mau hồi phục, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Và để điều trị bệnh tâm thần phân liệt đạt kết quả tốt, ngoài việc tuân thủ yêu cầu điều trị của bác sĩ, rất cần sự quan tâm, thấu hiểu và chia sẻ của gia đình và những người xung quanh đối với người bệnh. Khởi đầu một ngày nghỉ cuối tuần bằng việc chạy bộ và học tiếng Anh, qua đó đánh thức mọi giác quan trí tuệ trước khi quay trở về cuộc sống thường ngày là cách làm của một nhóm bạn trẻ tại thành phố Vũng Tàu. Tham gia vào nhóm Wake Up, các thành viên không chỉ cùng nhau rèn luyện sức khỏe, thực hành kỹ năng giao tiếp tiếng Anh mà còn chung tay bảo vệ môi trường sống. Câu chuyện Ai Thế Nào Vì Sao Hôm Nay sẽ giới thiệu đến quý vị nhóm bạn trẻ năng động này. 5 giờ 30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần, các thành viên nhóm Wake Up lại tập trung để cùng chạy bộ dọc theo những con đường của thành phố Vũng Tàu. Hành trang mang theo của mỗi người là những chiếc túi to. Buổi sáng Chủ nhật thì rảnh, em cùng ba tới đây để nhặt rác. Và khi tham gia cái nhóm này cùng nhặt rác để góp phần làm sạch biển, em thấy rất là ý nghĩa. Trong suốt hành trình chạy bộ, đa phần các thành viên của nhóm đều sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh để giao tiếp. Thỉnh thoảng, cả nhóm cùng đồng thanh hô vang khẩu hiệu "The skip line is the most important element to success", tức kỷ luật là một trong những yếu tố quan trọng nhất của thành công, để khích lệ tinh thần của nhau. Khi các bạn chạy bộ thì các bạn sẽ có năng lượng nhiều hơn và việc đó giúp cho các bạn học tiếng Anh nhanh hơn. So với việc ngồi tại nhà để học, nó sẽ không có năng lượng, nó không có cái động lực. Mà các bạn chạy ra ngoài, bạn được cái wake up được cơ thể mình, bạn đánh thức được bộ não nữa. Lúc đó bạn sẽ nói tiếng Anh nó hay hơn và nó nhanh hơn. Và nhặt rác cũng như vậy. Tụi mình chạy bộ xong rồi mình nhặt rác, chỉ cần kết hợp khoảng 1 tiếng đồng hồ thì tụi mình đủ để làm được những việc đó và nó rất là ý nghĩa. Nhóm Wake Up Vũng Tàu được thành lập giữa năm 2018, bao gồm các thành viên là học sinh, sinh viên, công nhân. Đến nay, nhóm đã phát triển lên gần 60 thành viên, trong đó có cả những người nước ngoài đang sinh sống làm việc tại Vũng Tàu. Sau khi kết thúc hành trình chạy bộ kết hợp nhặt rác, nhóm tổ chức dạy tiếng Anh miễn phí tại quán cà phê Pha Lê trên đường Trương Công Định, thành phố Vũng Tàu. Thì đây là một câu lạc bộ rất là bổ ích với tất cả mọi người, từ những cái người gọi là có kỹ năng tiếng Anh rất là tốt đến những người mà không có biết nhiều về tiếng Anh. Đây người ta sẽ tạo cho mọi người cái không gian, khả năng nói tiếng Anh của mọi người được cải thiện lên. Con thích nhất là hoạt động về tiếng Anh. Con đến đây để học hỏi về những từ tiếng Anh. Với phương pháp, người thành thạo chỉ dẫn người mới học, tăng cường giao tiếp với người nước ngoài. Những buổi học Anh văn miễn phí như thế này của nhóm Wake Up đã giúp nhiều người cải thiện trình độ và kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. Trước khi mà mình đến cái bộ này thì mình cũng tương đối là hơi nhút nhát, mình cũng không dám thể hiện trước đám đông, nhưng mà từ khi tham gia câu lạc bộ này thì mình cảm thấy nó tự tin hơn. Chứ mà trước đám đông thì mình thấy cũng hoàn toàn bình thường, giống như đứng trước bạn bè thôi, không có vấn đề gì hết. Tôi thấy câu lạc bộ này trên Facebook của bạn gái tôi 3-4 tuần trước và tôi tham gia. Và tôi thật sự cảm thấy rất thích.
Tôi thấy các bạn trẻ chúng ta rất vui vẻ, hòa đồng. Tôi rất thích. Tụi mình vẫn tiếp tục làm những việc đang làm, như bao gồm là chạy bộ, nhặt rác và luyện tiếng Anh. Thì mình cũng đang có một cái nhóm Facebook, thì mình cũng hay đăng những bài ở đó. Mục đích là để lan tỏa giá trị đến những người khác họ biết. Những người ở Đà Nẵng, rồi Đắk Lắk, Gia Lai, rồi họ cũng hỏi cách mình để họ làm những việc như thế. Thì mình thấy là một ngày không xa thì tụi mình có thể lan tỏa giá trị rộng ra và nhiều nơi khác cũng làm như vậy. Mời quý vị tiếp tục cập nhật những thông tin quốc tế 24 giờ qua trong bản tin Thế giới 360 độ. Tổng thống Mỹ lên án vụ xả súng ở California. Tổng tuyển cử tại Tây Ban Nha. Làn sóng biểu tình áo vàng tiếp diễn tại Pháp. Sri Lanka cấm các nhóm cực đoan hoạt động trên lãnh thổ. Dịch sởi nghiêm trọng nhất trong 25 năm tại Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án vụ tấn công bằng súng nhằm vào giáo đường Do Thái ở California, đồng thời khẳng định cả nước Mỹ sẽ đoàn kết cùng với cộng đồng người Do Thái. Trả lời báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã bày tỏ sự thông cảm sâu sắc và chia sẻ đối với những người bị ảnh hưởng trong vụ xả súng ở San Diego. Ngoài ra, ông cũng chỉ trích tư tưởng bài Do Thái và thù địch, đồng thời kêu gọi tình đoàn kết sau vụ việc này. Trước đó, một vụ tấn công bằng súng đã xảy ra tại một giáo đường Do Thái ở California, Mỹ, khiến ít nhất một người thiệt mạng và ba người bị thương. Một người đàn ông được cho là sử dụng súng trường tấn công AR-15 xông vào trong giáo đường và nổ súng. Cảnh sát đã bắt giữ một thanh niên 19 tuổi, thu giữ một xe ô tô và một súng trường tấn công AR-15 ngay tại hiện trường khi nghi phạm tìm cách tẩu thoát. Cuộc điều tra hiện đang xem xét tới các hoạt động trên mạng xã hội của đối tượng này, trong đó có một bức thư ngỏ được đăng tải trực tuyến. Ngày 28 tháng 4, cử tri Tây Ban Nha đã tham gia cuộc tổng tuyển cử. Theo kết quả thăm dò mới đây, đảng xã hội của Thủ tướng Pedro Sanchez đang dẫn đầu. Song để thành lập được chính phủ, nhiều khả năng đảng này sẽ phải bắt tay với các đảng hoặc liên minh khác. Kết quả thăm dò cho thấy đảng xã hội dự kiến giành được 123-138 ghế tại Hạ viện, gồm 350 ghế, chưa đủ mức đa số tối thiểu để có thể tự đứng ra thành lập chính phủ. Trong khi đó, đối thủ nặng ký nhất là đảng Nhân dân PP, bảo thủ, có thể giành được 66-76 ghế. Nhiều khả năng, đảng xã hội sẽ bắt tay với liên minh cực tả Unidos Podemos hoặc liên minh với đảng Ciudadanos. Thưa quý vị, tại Pháp, làn sóng biểu tình áo vàng vẫn tiếp diễn nhằm phản đối các chính sách kinh tế mà Tổng thống Emmanuel Macron đưa ra. Điển hình như tại thủ đô Paris, hàng ngàn người đã tham gia hai cuộc biểu tình ôn hòa cuối tuần qua. Trong khi ở Strasbourg, thành phố miền đông của nước Pháp, gần biên giới với Đức, cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để ngăn chặn đám đông đang tiến về tòa nhà nghị viện châu Âu đặt ở đây, đồng thời phong tỏa toàn bộ khu vực này. Đụng độ đã xảy ra giữa cảnh sát và một số người biểu tình quá khích. Làn sóng biểu tình áo vàng tiếp diễn trong bối cảnh Tổng thống Macron tối 25 tháng 4 đã tổ chức một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp. Trong đó, ông nêu 4 phương hướng hành động của chính quyền trong thời gian tới nhằm giải quyết bất ổn xã hội. Nổi bật trong số đó là các biện pháp giảm thuế thu nhập trị giá 5 tỷ euro, tương đương 5,5 tỷ đô la Mỹ cho những lao động thuộc tầng lớp trung lưu. Tuy nhiên, ông Macron cho hay, ông vẫn sẽ tiếp tục thúc đẩy các chính sách ủng hộ thương mại vốn bị người biểu tình phản đối. Người biểu tình áo vàng chỉ trích Tổng thống Macron thiên vị tầng lớp giàu có, đồng thời phe biểu tình cũng đưa ra yêu sách tăng tiền lương và lương hưu. Còn tại Sri Lanka, chính phủ nước này đã ra thông báo cấm hoạt động đối với các nhóm cực đoan đứng sau hàng loạt vụ nổ vừa qua tại miền đông của nước này, khiến hơn 250 người thiệt mạng và 500 người bị thương. Thông báo của Văn phòng Tổng thống Sri Lanka nêu rõ, căn cứ theo các quy định về tình trạng khẩn cấp, Tổng thống Sri Lanka đã đưa ra những bước đi nhằm liệt nhóm National Tauhid Jamaat và nhóm Jamaati Millatu Ibrahim vào danh sách các tổ chức bị cấm hoạt động tại Sri Lanka. Trước đó, hôm 23 tháng 4, Tổng thống Sri Lanka cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm bắt giữ một đối tượng tình nghi khủng bố đứng sau loạt vụ tấn công nhằm vào các nhà thờ và khách sạn hạng sang tại nước này đúng dịp lễ Phục sinh. Tới nay, đã có hơn 100 nghi can bị bắt giữ và một chiến dịch truy quét quy mô lớn đang diễn ra,
nhằm bắt giữ thêm các đối tượng có liên quan tới các nhóm cực đoan khác hoạt động trong lãnh thổ Sri Lanka. Bản tin Thế giới 360 độ tiếp tục với một thông tin về y tế. Thưa quý vị, chỉ tính riêng tại thành phố New York đã có hơn 400 ca nhiễm và con số vẫn tiếp tục tăng. Tại Mỹ, bệnh sởi lây lan nhanh chóng nhất và nguy hiểm nhất trong 25 năm qua. Nguyên nhân chủ yếu của đợt bùng phát dịch lần này được cho là do các bậc phụ huynh không cho con đi tiêm phòng đầy đủ. Hơn 600 trường hợp được báo cáo nhiễm sởi trên 22 bang, khiến nước Mỹ rơi vào tình cảnh dịch bệnh sởi lây lan nhanh chóng và nguy hiểm nhất trong vòng 25 năm trở lại đây. Tại California, gần 300 giáo viên và sinh viên đại học đang phải được theo dõi sát nghiêm ngặt vì có khả năng nhiễm bệnh. Chúng tôi rất ngạc nhiên, không biết những virus sởi này xuất hiện từ đâu. Đi đâu chúng tôi cũng sợ hãi, chúng tôi có khả năng nhiễm virus sởi bất cứ lúc nào. Tại Los Angeles, số bệnh nhân nhiễm sởi mới dừng lại ở con số 40, nhưng các bác sĩ cũng đã cảnh báo con số này có thể tăng nhanh. Khả năng nhiễm bệnh sởi qua đường hô hấp rất là cao. Điều đó có nghĩa là nếu bạn ngồi cùng phòng với một người mang virus sởi, tới 90% bạn sẽ bị lây bệnh. 3/4 số bệnh nhân nhiễm sởi trên toàn nước Mỹ tập trung tại thành phố New York. Bằng việc thông tin về người nhiễm bệnh, chúng ta có thể phòng trừ bệnh lây lan nhanh trong cộng đồng. Người bị bệnh cố tình ra ngoài lây nhiễm bệnh có thể bị phạt $2,000 một ngày. Đa số bệnh nhân sởi tại New York sống trong cộng đồng người Do Thái. Điều đáng quan ngại là cộng đồng này không đưa con trẻ đi tiêm phòng dịch sởi đầy đủ bởi quan niệm của họ. Muốn phòng ngừa căn bệnh sởi một cách hiệu quả thì chúng ta cần tiêm chủng đầy đủ cho 93-95% toàn bộ cộng đồng. Khi trẻ nhiễm sởi, 1 trên 10 trẻ em để lại di chứng điếc, 1 trên 20 em di chứng viêm phổi, 1 trên 1.000 em bị viêm màng não, thậm chí có 2 đến 3 trên 1.000 em có thể chết. Các chuyên gia y tế cho biết, Mỹ loại trừ bệnh sởi kể từ năm 2000 nhờ vaccine, nhưng tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng giảm sút trong những năm gần đây. Vì vậy, mới đây, Mỹ đã đưa ra cảnh báo bất kỳ ai bị phát hiện chưa tiêm chủng vaccine 3 trong 1 ngừa sởi quay bị rubella hoặc cha mẹ không cho con cái chích ngừa sẽ bị phạt $1,000. Sau đây là một số tin về tai nạn, thiên tai pháp lý và giải trí đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật. Một trận lốc xoáy có tên Kenneth đã quét qua bờ biển phía bắc Mozambique, san phẳng nhiều ngôi nhà và phá hỏng nhiều tàu thuyền. Ít nhất 5 người đã thiệt mạng khi cơn bão di chuyển hướng về đất liền đem theo mưa lớn và càn quét tỉnh Cabo Delgado. Đây là trận lốc xoáy thứ 2 đổ bộ Mozambique trong chưa đầy 2 tháng qua. Trận bão trước đó có tên Idai đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người tại Mozambique, Zimbabwe và Malawi. Chiếc cần cẩu trên đỉnh một tòa nhà đang thi công tại thành phố Seattle, bang Washington, Mỹ đã đổ sập, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, 3 người khác bị thương cùng 6 chiếc xe bị nghiền nát. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ đổ sập. Kênh JTBC News của Hàn Quốc đưa tin, cảnh sát Seoul quyết định điều tra công ty giải trí YG, đơn vị quản lý cũ của Sunri, vì nghi vấn có liên quan đến hành động môi giới mại dâm của nam ca sĩ. Sunri bị nghi ngờ đã trả tiền cho gái bán dâm được anh tuyển để phục vụ các khách hàng đại gia. Đáng nói là cựu ca sĩ sử dụng thẻ do công ty quản lý YG phát cho. Trước đó, cựu CEO Yuri Holdings, Yu In-suk, thừa nhận Sunri từng gọi gái bán dâm tới khách sạn để phục vụ một đoàn khách doanh nhân người Nhật Bản vào năm 2015. Sau đó, cựu ca sĩ đã trả một khoản tiền khoảng 40 triệu won cho các cô gái này. Theo hãng tin Wired, không chỉ trực tiếp tranh cử, nhiều ngôi sao Hollywood cũng đang tham gia tích cực đời sống chính trị trong nước với các hoạt động khác nhau. Hầu hết là những hoạt động nghệ thuật ủng hộ cho đảng cầm quyền của Thủ tướng Narendra Modi, đảng BJP, tranh cử tại thành phố Rampur, Dinesh Lal Yadav, Nidanhwa, đảng BJP, tranh cử tại Asamgarh, Mimi Chakraborty, đảng TMC, tranh cử tại Jadavpur. Nhiều nghệ sĩ khác tuy không trực tiếp tranh cử nhưng vẫn có những tham gia tích cực vào đời sống chính trị trong cuộc tổng tuyển cử đang diễn ra tại Ấn Độ. Tiếp tục chương trình ngày mới, mời quý vị cập nhật những thông tin vấn đề sự kiện nổi bật được các trang báo đăng tải. Thưa quý vị, thời gian gần đây, các cơ quan báo chí liên tục phản ánh tình trạng di tích bị xâm hại, ở trong đó danh thắng Tràng An, di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam, đã bị đúc một con đường bằng bê tông dài hơn 1 km, vắt qua những ngọn núi đá, vốn hình thành qua hàng triệu năm.
Rồi di tích quốc gia đặc biệt thành Cổ Loa có tuổi đời 2.300 năm với nhiều đoạn thành bị san ủi để làm đường và xây dựng các công trình dân sinh. Mới đây nhất là hào nước dưới chân kinh thành Huế đã bị đơn vị thi công dùng xe xúc phá vỡ toàn bộ kè đá có tuổi đời gần 200 năm để xây một bờ kè mới bằng đá granite, ống nhựa polymer. Chính vào lúc chúng ta dành nhiều tiền cho di tích thì di tích lại bị hư hại nhiều hơn do cách làm thiếu trách nhiệm, thậm chí là thiếu cả lương tâm của những người, những đơn vị được giao trọng trách bảo quản, tôn tạo, trùng tu di tích. Liên quan đến vấn đề này thì báo Tuổi Trẻ có bài bình luận di sản văn hóa thật mong manh làm sao. Nhiều ý kiến đặt ra trong bài viết, vì sao có đụng đến di tích là có chuyện bất an? Vì di tích là những cổ vật già nua cổ kính với tuổi đời cả hàng trăm hàng ngàn năm. Giá trị của di tích được nhân lên theo tuổi đời và cũng chính vì sự già nua đó mà di tích có thể mất đi bất cứ lúc nào. Vì vậy, mới ra đời, các cơ quan bảo tồn di sản từ địa phương lên đến trung ương và cả cấp quốc tế với hàng ngàn con người, từ nhân viên bảo vệ đến chuyên viên kỹ thuật, nhà nghiên cứu. Bộ luật hình sự đã có điều 345 với quy định cụ thể về tội danh vi phạm quy định bảo vệ và sử dụng di tích danh thắng gây hậu quả nghiêm trọng. Mặc dù luật nghiêm, nhưng theo quan điểm của tác giả bài viết, thì người thực thi pháp luật mà cụ thể là lãnh đạo chính quyền các cấp, thực thi không nghiêm thì cũng bằng không. Báo Sài Gòn Giải Phóng có bài viết báo động về việc trùng tu phục chế tác phẩm mỹ thuật. Những ngày qua, câu chuyện về việc tác phẩm sơn mài Vườn Xuân Trung Nam Bắc của danh họa Nguyễn Gia Trí, một bảo vật quốc gia đã bị hư hại sau quá trình làm vệ sinh của Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, khiến không chỉ người trong ngành cảm thấy đau xót mà còn là hồi chuông cảnh báo công tác bảo quản, tu bổ, phục chế. Xót xa và tiếc nuối, song hy vọng rằng bài học phải trả bằng giá rất đắt này sẽ góp phần hoàn thiện công tác bảo quản, lưu giữ và phục chế mỹ thuật trong tương lai. Tiêu điểm báo chí tiếp tục cập nhật những thông tin nổi bật khác được đăng tải trên các trang báo hôm nay. Trên báo Thanh Niên có bài viết, điện mặt trời mở hết tốc lực trước giờ rê. Nếu phát điện trước 30 tháng 6, các dự án điện mặt trời sẽ được hưởng giá 9,35 cent 1 kWh, trong khi sau ngày 1 tháng 7, giá điện nhiều khả năng chỉ còn 6,67 đến 7,09 cent 1 kWh với các dự án tại miền Nam, Tây Nguyên, nên thời điểm này, các chủ đầu tư ở đây đang mở hết tốc lực để kịp được nghiệm thu trong nửa đầu tháng 6. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh có bài phản ánh về tình trạng giao thông ùn ứ nghiêm trọng tại cầu Rạch Miễu khi lượng phương tiện đổ về miền Tây trong những ngày nghỉ lễ ngày càng đông. Lực lượng cảnh sát giao thông hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang phải huy động nhiều cán bộ chiến sĩ tham gia túc trực giao thông trên tuyến và cầu Rạch Miễu. Trạm BOT cầu Rạch Miễu đã hai lần xả trạm nhưng tình hình vẫn không được khả quan. Theo dự đoán, trong những ngày nghỉ lễ sắp tới, lượng phương tiện lưu thông qua cầu Rạch Miễu sẽ còn rất đông. Thưa quý vị, chỉ trong một thời gian ngắn thì giá điện tăng thêm 8,36%, còn giá xăng dầu cũng tăng mạnh với mức tăng hơn 1.000 đồng một lít xăng từ ngày 17 tháng 4. Và đây là lần điều chỉnh giá tăng thứ hai liên tiếp kể từ ngày 2 tháng 4. Giá điện và xăng cùng tăng làm cho chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tăng lên, kéo theo là giá cả nhiều mặt hàng tiêu dùng cũng tăng thêm. Và tất yếu cuộc sống của người dân, nhất là những người có thu nhập thấp, bị ảnh hưởng. Vẫn với điệp khúc giá điện và giá xăng của Việt Nam hiện thấp hơn hầu hết các nước trong khu vực, ngày 20 tháng 3, Bộ Công Thương đã đồng ý cho Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tăng giá bán điện thêm 8,36%, còn xăng tăng tiếp thêm 1.000 đồng một lít từ ngày 17 tháng 4. Việc giá điện và giá xăng cùng tăng mạnh đã gây nên những xáo trộn không nhỏ đến đời sống xã hội. Theo khảo sát tại các chợ trên địa bàn tỉnh, giá cả nhiều mặt hàng đã nhích nhẹ so với thời điểm cuối tháng trước. Cụ thể, thịt bò tăng 10.000 đồng một ký, thịt heo tăng từ 3 đến 5.000 đồng một ký, thịt gà tăng 5.000 đồng một ký. Các loại rau xanh Đà Lạt tăng nhẹ từ 1.000 đến 3.000 đồng. Xăng nó tăng thì hồi xưa một cuốc xe người ta chở 2 triệu, thì bây giờ xăng nó lên người ta phải xin 2 triệu 2. Thì tất nhiên hàng nó số 10.000 thì người ta phải xin mình 200 đồng nữa thành 10.200. Đó, mình phải bán theo chứ bây giờ nếu mà mình không có thì mình giờ mình làm sao mình cõng nguyên con bò vậy được. Đó, nó phải ảnh hưởng. Hiện tại nhiều nhà phân phối đã bắt đầu nhận được thông báo điều chỉnh tăng giá của đơn vị cung ứng hàng hóa, dao động từ 10% đến 20% so với giá hiện tại. Không chỉ người dân lo giá điện và giá xăng tăng sẽ khiến hàng hóa té nước theo mưa,
mà các doanh nghiệp cũng đối mặt với bài toán khó trong việc cân bằng chi phí, đảm bảo sức cạnh tranh khi đầu vào tăng. Cái chi phí đầu vào của ngành hàng nông sản là cái vận chuyển là một trong những cái chi phí rất lớn, thì vừa rồi lại bị ảnh hưởng bởi giá xăng và giá điện. Thì đó cũng là những cái khó khăn trong cái thời gian vừa qua. Trong đợt tăng giá điện vào cuối tháng 3 vừa qua, ngành điện cho rằng đối với các hộ sử dụng điện sinh hoạt bình thường, giá điện chỉ tăng dao động khoảng hơn 1.000 đồng 1 kW. Mức tăng này, theo ngành điện, sẽ không tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. Tuy nhiên, thực tế lại khác. Mấy tháng vừa ra Tết á, là một tháng thì khoảng 1-2 triệu có khi 1 triệu. Rồi tháng vừa rồi á, thì tăng quá tới 1,6 triệu. Rồi thì cái đó nó cũng đương nhiên nó phải ảnh hưởng gia đình, cái vấn đề sinh hoạt trong gia đình nó cũng hơi khó khăn thêm chút. Thì sẵn đây cũng kiến nghị ví dụ là ngành điện lực là có tăng giá thì cũng tăng từ từ đó, nó vừa phải, nó nhích lên từ từ để bà con người ta còn có cái sắp xếp gì, với lại người ta làm ăn mà để đóng cái tiền điện như vậy là nó lên một lần vậy là quá cao. Với lại nhiều người ghi tiền điện cũng vậy, có khi ghi leo ngày thì nó dồn cái số ký của mình lên đó, nó cũng ảnh hưởng nữa. Dù tiền trả trực tiếp cho điện xăng tăng giá không nhiều, nhưng hiệu ứng cộng hưởng từ việc này tác động rất lớn đến đời sống xã hội, đến hậu bao của các gia đình khi giá cả các mặt hàng, các sản phẩm, loại hình dịch vụ liên quan đến xăng dầu điện đều tăng theo tâm lý, té nước theo mưa. Thậm chí mức tăng giá của nhiều mặt hàng còn cao hơn mức tăng xăng điện. Không thể tránh được chuyện xăng điện tăng giá theo quy luật cung cầu của thị trường, nhưng khi tăng giá, các ngành chức năng cần phải cân nhắc tính toán lợi ích kinh tế gắn liền với phúc lợi xã hội cũng như khía cạnh tâm lý xã hội. Nếu không, chính sách đúng cũng sẽ trở thành một chính sách lạnh lùng. Thưa quý vị, hôm nay là ngày nghỉ thứ 3 trong 5 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Hy vọng là những ngày qua thì quý vị đã có những phút giây thư giãn, giải trí vui vẻ, ấm cúng cùng bên gia đình và người thân. Kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày nên là Ánh Minh nghĩ rằng là rất nhiều người sẽ tổ chức đi du lịch. Và Vũng Tàu là một địa chỉ quen thuộc đối với nhiều người. Mọi người có nghĩ vậy không? Đúng vậy, đến với Vũng Tàu du lịch thì mọi người sẽ tha hồ được tắm biển nè, nhằm giải tỏa những căng thẳng mệt mỏi của công việc và đặc biệt là giải tỏa không khí ngột ngạt, oi bức do nắng nóng nữa. Tuy nhiên ngoài Vũng Tàu thì Bà Rịa Vũng Tàu còn có nhiều địa chỉ điểm đến thú vị khác nữa. Với nhiều bãi biển đẹp nè, những dãy núi hùng vĩ và các di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng, huyện Đất Đỏ ngày càng thu hút du khách trong hành trình tham quan, nghỉ dưỡng kết hợp với khám phá, chinh phục. Chia sẻ ngày mới hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị hai điểm du lịch tâm linh tại huyện Đất Đỏ. Mời quý vị cùng khám phá. Một trong những điểm du lịch tâm linh thu hút đông đảo Phật tử và du khách khi đến Đất Đỏ là Linh Quang Tịnh Xá Hòn Một, còn có tên Chùa Hòn Một ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. Ngôi chùa tọa lạc ở vị trí rất đẹp, lưng tựa núi Minh Đạm, mặt hướng ra biển Phước Hải. Cảnh quan xung quanh chùa đúng nghĩa sơn thủy hữu tình. Chỉ bước qua cánh cổng chùa, mọi người đã có thể cảm nhận một không gian rất thanh tịnh, mang lại sự thư thái bình yên trong tâm hồn. Bên trong chùa bày trí các pho tượng Phật bằng đá ước nặng vài chục tấn. Chính điện ngôi chùa tôn trí tượng Đức Bổn Sư Thích Ca, xung quanh đặt tượng Hộ Pháp, Tiêu Diện và tượng Bồ Tát Di Lặc. Không chỉ có nội thất đẹp, chùa Hòn Một còn gây ấn tượng bởi ngoại thất cũng độc đáo, tinh tế không kém, với các tiểu cảnh cây xanh, cầu, hồ nước. Dưới chân núi Minh Đạm, thị trấn Phước Hải còn có một điểm đến tâm linh thu hút rất nhiều người đến chiêm bái vãn cảnh là Thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên, hay còn gọi là Chùa Khỉ. Ẩn mình trong những dãy núi, tán cây mênh mông, Thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên gây ấn tượng bởi sự thanh tịnh của chốn thiền môn giữa núi rừng. Sau lưng chánh điện của chùa là những kiệt tác bằng đá do thiên nhiên kiến tạo thành nhiều hình thù kỳ ảo. Điều kỳ thú là ở Thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên có rất nhiều khỉ đuôi dài, rất thân thiện với khách viếng chùa. Có lẽ chính vì loài khỉ đuôi dài sinh sống tại chùa nhiều nên thiền viện này được người dân du khách đặt tên Chùa Khỉ. Khi đến đây, mọi người đi theo con đường mòn phía sau chùa sẽ lên đỉnh Bạch Vân. Tại đây, khách vãn chùa có thể ngắm toàn cảnh biển Long Hải, Phước Hải, trong xanh và cảnh núi rừng Minh Đạm, hùng vĩ.
Cái phong cảnh ở đây rất là đẹp. Thì ngoài việc thắp hương ở chùa và sau đó tôi dẫn gia đình tôi xuống với cảnh thiên nhiên đây. Cái cảnh thiên nhiên đây rất là đẹp. Thì ngoài đàn khỉ mình thấy cái phong cảnh có những con thú ở đây thì thiên nhiên mình cảm thấy nó hài hòa với cái cảnh sắc ở đây. Cảnh ở đây rất là đẹp. Thì tôi thấy mỗi lần mà xuống đây thì những du khách ở phương xa đến cũng rất là nhiều, góp phần tạo cho một cái môi trường ở đây du lịch nó hay hơn. Hàng tuần thì cái chủ nhật thì mình sắp xếp thời gian nghỉ thì mình chở con mình lên đây, tại vì bé rất thích mấy con khỉ mà phong cảnh đây thì rất là hoang sơ, mọi cái thì rất là tuyệt vời, cũng như là mình cũng lấy lại một cái tinh thần tốt để cho mình làm việc tuần sắp tới. Khám phá các địa điểm chúng tôi vừa giới thiệu, quý vị sẽ có rất nhiều cảm xúc khó quên, nhất là đối với những tín đồ Phật giáo hay là những người yêu thích du lịch tâm linh khám phá. Kỳ nghỉ lễ sẽ còn kéo dài, vậy còn chần chờ gì nữa quý vị? Không lên kế hoạch để đến thị trấn Phước Hải của huyện Đất Đỏ để khám phá cảnh đẹp, hay là tận hưởng bầu không khí thanh tịnh chốn thiền môn nhằm giải tỏa những căng thẳng mệt mỏi trong cuộc sống, qua đó thì tiếp thêm năng lượng để sẵn sàng cho công việc sau kỳ nghỉ lễ. Và chúng tôi cũng chúc quý vị sẽ đạt được những điều đó. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay kéo dài tới 5 ngày, nên từ trước lễ, các chợ đầu mối, doanh nghiệp và tiểu thương trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị nguồn thực phẩm dồi dào nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Thị trường ngày mới hôm nay sẽ cung cấp cho quý vị giá cả các loại lương thực thực phẩm đang hút hàng trong dịp lễ tại các chợ đầu mối trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận tại chợ Bà Rịa vào sáng nay, giá cá diêu hồng ở mức 60.000 đồng một ký, mực ống, mực lá 180.000 đồng đến 220.000 đồng một ký, cá thác lát 200.000 đồng một ký, nghêu ốc các loại từ 30.000 đồng đến 80.000 đồng một ký, ốc móng tay 80.000 đồng đến 120.000 đồng một ký, ốc hương 400.000 đồng một ký, tôm sú loại lớn 350.000 đồng một ký, ghẹ loại 1 khoảng 500.000 đồng một ký. Giá cả các mặt hàng thịt heo, thịt bò vẫn ổn định giá như ngày thường. Cụ thể, thịt ba rọi 110.000 đồng một ký, sườn non 150.000 đồng một ký, thịt nạc, thịt đùi 90.000 đồng một ký, thịt bò phi lê 260.000 đồng một ký, thịt bò đùi 250.000 đồng một ký. Do hàng hiện nay về nhiều, sức mua thấp nên giá các mặt hàng rau củ, trái cây vẫn ổn định. Cụ thể, giá dưa leo 20.000 đồng một ký, rau muống 15.000 đồng một ký, rau thơm các loại 30.000 đồng một ký, khoai tây 30.000 đồng một ký, cà chua 8.000 đồng một ký. Do sức tiêu thụ tăng trong dịp nắng nóng nên một số loại rau duy trì mức giá khá cao là rau má 40.000 đồng một ký, xà lách Đà Lạt 45.000 đồng một ký. Giá mặt hàng trái cây tăng hơn so với ngày thường, cụ thể chôm chôm 50.000 đồng một ký, bon bon 110.000 đồng một ký, bưởi da xanh 75.000 đồng một ký, nhãn hạt tiêu 70.000 đồng một ký, quýt đường 60.000 đồng một ký. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 29 tháng 4. Trục rãnh thấp phát triển gây mưa rào và dông ở một vài nơi, do vậy nắng nóng ở khu vực tỉnh hôm nay tạm thời chấm dứt. Thời tiết mát mẻ hơn những ngày qua, nền nhiệt cao nhất từ 33 đến 34 độ. Riêng khu vực phía bắc của tỉnh vẫn duy trì nắng nóng với mức nhiệt từ 35 đến 36 độ. Chiều tối và đêm một số nơi có mưa nên mức nhiệt dao động từ 27 đến 28 độ. Cường độ nắng giảm, tuy nhiên thời tiết vẫn khá oi bức vào thời điểm trưa chiều. Do đó, để đảm bảo sức khỏe, mọi người cần hạn chế di chuyển ngoài trời vào thời điểm trưa chiều. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh cho biết từ ngày mai nắng nóng sẽ quay trở lại. Dự báo đợt nắng nóng sắp tới sẽ kéo dài trong khoảng 5 đến 6 ngày. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, trưa và chiều có mưa, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 27 độ, nhiệt độ cao nhất 33 độ, độ ẩm trung bình 72%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, có lúc có mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 độ, độ ẩm trung bình 78%. Vùng biển Vũng Tàu, Côn Đảo mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, biển êm, trời nắng ráo, rất thuận lợi cho hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản của bà con ngư dân.
Tại Vũng Tàu, ngày 29 tháng 4 năm 2019, mực nước cao nhất 340cm xuất hiện lúc 10 giờ, thấp nhất 140cm xuất hiện lúc 2 giờ 30 phút. Chương trình ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây khép lại. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình thời sự sau.